Thưa quý vị, hôm nay Tòa Nhân dân thành phố Cần Thơ xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Văn Thuận 20 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Bị hại trong vụ án chính là con riêng của vợ bị cáo, gọi bị cáo bằng cha. Theo cáo trạng, Thuận và chị V có mối quan hệ vợ chồng với nhau, hai người có một con chung sinh năm 2019. Ngoài ra chị V còn có một con riêng sinh năm 2013, tất cả sống chung một nhà. Vào khoảng 13 giờ ngày 28 tháng 12 năm 2021, sau khi uống rượu, Thuận đi về nhà. Lúc này trong nhà chỉ có hai con ở trên giường xem TV, nên Thuận nảy sinh ý định và thực hiện hành vi giao cấu với bé lớn, thì chị V phát hiện và chi hô lên, rồi đến công an trình báo. Sau đó, công an lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Thuận. Trong quá trình điều tra, Thuận khai ngoài lần bị bắt quả tang trên thì bị cáo còn nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu bé là con riêng của chị V. Mỗi lần thực hiện bị cáo đều có uống rượu bia và sau khi thực hiện xong thì dặn cháu bé không được nói cho ai biết. Đại diện viện kiểm sát hỏi bị cáo, quá trình điều tra bị hại khai mỗi lần thực hiện hành vi bị cáo đều dùng tay kề cổ cháu bé để đe dọa. Tuy nhiên, bị cáo chối bỏ việc này, cho rằng mình không làm như vậy. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.